Em xin mến chào quý cô chú và các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Vlog đường phố của em. Dạ vâng kính thưa toàn thể quý cô chú, anh chị em và các bạn, tiếp tục quay trở lại với những cái thông tin mới nhất trong video này. Em sẽ cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn những cái diễn biến hiện tại tại trên Gia Lai. Thật là một câu chuyện không hồi kết, lần này lại tiếp tục có tình trạng cầm đèn chạy trước ô tô, thông tin về việc thầy Minh Tuệ sẽ quay trở về Gia Lai đã làm xôn xao cộng đồng mạng. Hiện tại đang có các công tác chuẩn bị để thầy thuyết pháp và cho người dân đến đảnh lễ. Từ chiều tối, rất nhiều người đã chia sẻ thông tin này trên các nền tảng mạng xã hội. Điều đáng chú ý là trong thời gian vừa qua, nhiều người không biết rằng kênh TikTok với logo đình mí thực chất cũng là của những thành viên trong nhóm thổi đường. Em đã từng cảnh báo với quý vị rằng tất cả những người có hỗ trợ, dù là tự nguyện hay không, thì cũng đều có mục đích và ý đồ rất rõ ràng. Trong buổi tối, em đã để ý thấy có một điều rất lạ. Trên trang fanpage của Nini Trang có đưa một hình ảnh và thông tin cực kỳ bất ngờ. Hình ảnh cho thấy một vài người đang chuẩn bị một khung giạp và theo như các trang đó chia sẻ, đây là nơi đang chuẩn bị để thầy quay trở về. Khi nhiều người hỏi về tính xác thực của thông tin này, Nini Trang đã xác nhận rằng công tác chuẩn bị là của một công ty tư nhân hỗ trợ. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là Nini Trang đang ở California. Trên trang này, có một fan cứng tên Levi hỏi rằng nơi đó có gần khu vực nhà thầy không? Nini Trang trả lời rằng đúng là ở Gia Lai và chỗ này để người dân vào đảnh lễ và thầy thuyết pháp. Em sẽ để thông tin này trên tab cộng đồng để quý vị và các bạn có thể theo dõi. Thực tế là trong trang này, em còn thấy có người từ Hải Dương cũng vào xác nhận. Điều này đặt ra câu hỏi tại sao người từ xa như Hải Dương lại biết rõ đường đi nước bước của Sư Minh Tuệ để chia sẻ thông tin như vậy. Thực chất, toàn bộ những thông tin này đều là những tin tức gáp nhặt nhưng em đã nói với quý vị rằng trong này có một người có nick là thanh ngọc trả lời thay cho nini trang rằng thầy sẽ thuyết pháp và người dân sẽ đảnh lễ ở gia lai nhưng khi em kiểm tra thì thanh ngọc này quê ở hải dương và không có gì liên quan đến gia lai cả điều này rõ ràng cho thấy rằng việc thông báo trước như vậy chỉ là để câu sự tương tác bất chấp hậu quả dẫn đến việc bà con tụ tập đông đảo gây ách tắc giao thông và mất trật tự nếu lần này Bà con cô bác anh chị cứ chuẩn bị sẵn sàng rồi kéo lên Gia Lai mà không biết có gặp thầy hay không thì tình trạng này sẽ lại diễn ra, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Trong ngày 28 này, em cũng nhận được thông tin rằng anh Thìn, em trai sư Minh Tuệ đã chuẩn bị hành lý để đi theo sư Minh Tuệ. Nói như vậy, đây chỉ là một thông tin chưa được kiểm chứng, nhưng nhiều người cứ vịnh vào cớ tình thân máu mủ để bao biện cho việc anh Thìn đi cùng. Tuy nhiên, quý vị biết đấy, khi anh Thìn đi đến đâu thì truyền thông cũng theo đến đó. Việc này dẫn đến việc thông tin về sư minh tuệ bị dò dỉ và lan truyền rộng rãi một cách không kiểm soát. Hiện tại, khi anh thì không có ở nhà, nơi cốc của sư minh tuệ đã bị đóng lại. Tuy nhiên, chiều tối qua, em thấy có một đoạn video cho thấy vẫn có người tiếp cận và kiểm tra cốc. Điều này cho thấy rằng dù anh thì không có ở nhà, người ta vẫn mở cốc để người khác xuống quay phim và đưa tin về tình hình. Việc 4 ngày qua không thấy hình ảnh hay thông tin về sư minh tuệ xuất hiện khiến nhiều người lo lắng có thông tin cho rằng anh Thìn rất nóng lòng và lo lắng nên mới ra Nha Trang để xem tình hình. Tuy nhiên, đây chỉ là phỏng đoán và không có bằng chứng cụ thể. Điều này cũng tương tự như những lần trước khi thông tin về sư Minh Tuệ bị lan truyền một cách không kiểm soát, gây hoang mang cho bà con cô bác. Trong nhóm thổi đường, rất nhiều người đưa thông tin ra ngoài, hợp tác với các trang mạng xã hội để lan truyền tin tức về sư Minh Tuệ. Điều này không phải là không có căn cứ. Trên kênh TikTok thường xuyên gắn logo đình mỹ, Thông tin về sư Minh Tuệ được đưa lên liên tục. Tương tự, trang Má Sài Gòn cũng là một trong những trang thường xuyên đưa tin về sư Minh Tuệ. Những người này có sự tương tác và trao đổi thông tin với nhau nhằm mục đích câu view và thu hút sự chú ý của khán giả. Nini Trang, một trong những người nổi tiếng trong việc đưa tin về sư Minh Tuệ, đã từng có bê bối với Tuệ Đức. Ban đầu, họ muốn liên kết để đưa tin nhưng cuối cùng vì mục đích cá nhân, họ đã trở mặt với nhau. Giờ đây, họ cố gắng vạch mặt nhau nhưng thực chất không ai vạch mặt được ai vì ai cũng có tham lam của mình. Điều đáng buồn là nhiều người vẫn tin vào những thông tin chưa xác thực này và tụ tập đông đảo, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Thực sự, nếu quý vị kính quý sư Minh Tuệ, hãy đợi đến khi có thông tin chính thức và xác thực từ gia đình sư hoặc các nguồn tin uy tín. Việc lan truyền thông tin chưa xác thực chỉ gây thêm rắc rối và khó khăn cho sư Minh Tuệ cũng như gia đình của sư. Em hy vọng rằng mọi người sẽ cẩn thận hơn trong việc tiếp nhận thông tin và không vội tin vào những tin tức chưa được kiểm chứng. Điều này không chỉ giúp giữ gìn trật tự xã hội mà còn bảo vệ sự yên bình cho sư Minh Tuệ trong quá trình tu tập. Trong những ngày qua, nhiều thông tin về việc sư Minh Tuệ sẽ trở về Gia Lai đã làm xôn xao cộng đồng mạng. Tuy nhiên, em muốn nói rằng thông tin này chưa được xác thực và việc lan truyền nó chỉ gây thêm hoang mang. Chúng ta cần đợi đến khi có thông tin chính thức từ gia đình sư hoặc các nguồn tin uy tín trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào. Trong thời gian này, em mong rằng quý vị sẽ kiên nhẫn và không tụ tập đông người để tránh gây phiền phức cho lực lượng chức năng và làm gián đoạn quá trình tu tập của sư minh tuệ. Em cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại. Em xin mến chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.